xe cùng đồng hành nhân gọi nhau lên số 1944 xe khởi hành từ Cần Thơ đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 18 giờ. Kính thưa quý khách, thời gian xe chạy từ Cần Thơ đến Thành phố Hồ Chí Minh trung bình từ 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi thì mật độ xe lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn và vệ sinh. Quý khách vui lòng thắt dây đai an toàn, không hút thuốc lá, không mang gia súc gia cầm, tránh gây cháy nổ hoặc có mùi lên xe. Hành lý tư trang cá nhân trên xe quý khách tự quản, gác cho vào túi ni lông. Trên đường đi xe dừng 10 phút tại trạm xăng dầu Châu Thành và một số điểm xe đón trả khách. Trên xe công ty có trang bị wifi mật khẩu 1900 1026. Quý khách sử dụng điện thoại trên xe sẽ điều chỉnh âm lượng vừa đúng nghe. Để không làm phiền thời gian quý khách nghỉ ngơi, quý khách vui lòng cho tôi lưu vé xe. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quý khách có nhu cầu đi di chuyển xin cung cấp thông tin để nhân viên ghi chú lại. Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ và thoải mái. Lâu rồi nhậu là sao?